Xin chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là thạc sĩ Phạm Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Úc. Hôm nay tôi rất vui mừng chào đón chị Chi Lê. Chị là cán bộ tuyển sinh của trường Taylor College tại thành phố Perth đến để chia sẻ cùng chúng ta những thông tin về trường. Xin chào chị Chi ạ. Dạ, cảm ơn chị Hạnh. Kính chào các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Tôi là Chi Lê, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của Taylor's College thành phố Perth tại khu vực Đông Nam Á. Rất hân hạnh được chia sẻ thông tin với các cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong buổi ngày hôm nay. Vâng, thưa chị Chi, trong những năm gần đây thì cái tên của thành phố Perth đã trở nên khá là quen thuộc đối với các em học sinh từ Việt Nam rồi đấy ạ. Tại Perth thì chúng ta biết rằng có trường đại học Tây Úc là một trong những ngôi trường top đầu của nước Úc, và Taylor College thì cung cấp cái chương trình đường dẫn dự bị đại học cho các em học sinh vào được đại học Tây Úc một cách rất là thuận lợi. Là cán bộ của trường, chị có thể vui lòng chia sẻ thông tin về trường đại học Tây Úc được không ạ? Cảm ơn chị Hạnh. Trường đại học Tây Úc là trường đại học lâu đời nhất tại tiểu bang Tây Úc, nước Úc. Mọi người hay nhắc đến trường với cái tên là UWA, đúng không ạ? University of Western Australia. Thì đây là ngôi trường duy nhất của bang Tây Úc lọt vào nhóm 8 trường đại học hàng đầu nước Úc, Group of Eight, nhóm G8. Chính vì thế đây là điểm đến rất là đáng mơ ước của nhiều bạn học sinh bản địa cũng như là quốc tế. Trường đại học Tây Úc được thành lập từ năm 1911 với khuôn viên rất là xinh đẹp, nằm ngay tại một bờ sông rất là thơ mộng của thành phố Perth. Và nếu mà mọi người có thể nhìn cái logo của nhà trường đấy là có hình con thiên nga đen, là vì những cái hồ nước mà xung quanh trường này thì là có cái loài vật này là rất là đặc trưng, tạo nên một cái khung cảnh nhà trường rất là đẹp. Trường Đại học Tây Úc được xếp hạng số 86 trên toàn thế giới trên bảng xếp hạng QS Ranking. Là một trường G8, nhà trường giảng dạy đa dạng tất cả các chuyên ngành từ y khoa, luật học, các chuyên ngành liên quan đến tâm lý học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kinh doanh, kinh tế và rất là nhiều những ngành nổi bật khác. Với lợi thế là trường đại học lớn nhất bang Tây Úc, hàng năm thì trường đại học Tây Úc được nhận rất là nhiều những cái nguồn quỹ đầu tư của chính phủ cũng như là các cái tổ chức tập đoàn để phát triển những cái dự án nghiên cứu khoa học hàng đầu tại nước Úc. Ngoài ra thì sinh viên đại học Tây Úc được biết đến là những bạn sinh viên rất năng động và được trang bị những cái kỹ năng tìm việc và lập kế hoạch nghề nghiệp từ rất sớm, ngay từ những cái năm dự bị hay là năm nhất tại trường đại học Tây Úc. Chính vì vậy mà sinh viên trường đại học Tây Úc khi tốt nghiệp có một cái danh tiếng rất là tốt, một cái thương hiệu rất là tốt đối với các cái nhà tuyển dụng và luôn được những nhà tuyển dụng săn đón. Dạ, thưa chị Chi, thông qua cái câu chuyện của chị thì tôi cảm thấy là trường đại học Tây Úc là một cái ngôi trường đại học rất là tuyệt vời. Và với một cái ngôi trường tuyệt vời như vậy thì yêu cầu được tuyển sinh đầu vào chắc hẳn cũng rất cao phải không ạ? Đúng. Và dạ, thì Taylor College ra đời là hỗ trợ cho các em học sinh để có thể vào đại học Tây Úc một cách rất là thuận lợi. Chị có thể mô tả cụ thể hơn về cái mục tiêu của chương trình này và lộ trình học dự bị đại học cho các em ra sao ạ? Hiện nay thì đối với các bạn học sinh đến từ một số nước Đông Nam Á như Việt Nam thì có thể tham gia vào chương trình của trường đại học Tây Úc từ rất sớm, ngay sau năm lớp 11, với lộ trình dự bị đại học 1 năm, sau đó là chuyển tiếp vào năm nhất của chương trình cử nhân đại học. Chương trình dự bị đại học thì được thiết kế dành riêng cho sinh viên quốc tế, được thiết kế và kiểm soát chất lượng bởi trường đại học Tây Úc và giảng dạy tại phân viện Taylor's College. Taylor's College ở thành phố Perth thì nằm ngay chính trong khuôn viên của trường đại học Tây Úc luôn. Cho nên là các bạn học sinh đi học dự bị đại học tại Taylor's nhưng sẽ được sử dụng tất cả những cái trang thiết bị cơ sở vật chất tối tân của trường đại học Tây Úc. Trong chương trình dự bị đại học thì các bạn ấy sẽ có học những môn như là tiếng Anh học thuật hay là những cái môn về kỹ năng lên kế hoạch nghề nghiệp ngay từ trong chương trình dự bị, và những cái môn nền tảng khác mà liên quan đến cái chuyên ngành mà sau này các bạn sẽ học tại chương trình đại học. Kết thúc chương trình dự bị đại học, các bạn chỉ cần đạt được cái điểm trung bình môn mà nhà trường yêu cầu thì các bạn sẽ được lên năm nhất chương trình đại học Tây Úc. Với cái chương trình dự bị đại học này thì bởi vì đây là chương trình chỉ dành riêng cho sinh viên quốc tế, cho nên Taylor's có rất là nhiều những cái hỗ trợ mang tính chất là cá nhân hóa dành cho từng em học sinh. Các bạn học sinh học tại Taylor's thì đều có cố vấn diện học tập của riêng mình để theo sát và hỗ trợ đảm bảo làm sao cái đầu ra của các bạn là đi lên được trường đại học Tây Úc. Và trong suốt những năm qua thì chương trình dự bị đại học Tây Úc rất là vinh dự khi mà luôn có một cái tỷ lệ chuyển tiếp thành công từ dự bị đi lên đại học rất là cao, luôn duy trì ở ngưỡng từ 90 đến 95% tỷ lệ học sinh thành công. Vâng, cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi. Chị có thể chia sẻ thêm về đội ngũ giảng viên của trường ra sao ạ? Dạ, cảm ơn chị Hạnh. Đối với Taylor's College là một phân viện mà chuyên trách sinh viên quốc tế, cho nên là những cái người giáo viên giảng dạy trong nhà trường thì đều có kinh nghiệm làm việc lâu năm với sinh viên quốc tế. Rất nhiều thầy cô trong nhà trường thì đã có thâm niên công tác tại trường khoảng trên 10 năm.
Điều này có nghĩa là họ có một cái tình cảm rất là đặc biệt với nhà trường, họ có cái trách nhiệm cũng như là cái mối liên hệ, cái gắn kết với học sinh rất là sâu sắc. Cho nên là rất nhiều các em học sinh khi mà thậm chí đã tốt nghiệp xong chương trình dự bị, tốt nghiệp xong chương trình đại học, nhưng thi thoảng thì vẫn cứ về thăm lại thầy cô và có những cái tri ân thầy cô rất là cảm động. Dạ. Vâng, thưa chị Chi, chị có thể chia sẻ thêm về vị trí khuôn viên của trường và cơ sở vật chất của trường hỗ trợ cho sinh viên học dự bị đại học như thế nào? Dạ. Như Chi có nói ở phần trước thì trường Taylor's College nằm ngay trong khuôn viên của trường Đại học Tây Úc, và trường Đại học Tây Úc thì nằm cách trung tâm thành phố Perth khoảng 20 phút di chuyển bằng phương tiện công cộng. Chính vì là trường này thì không nằm trong giữa ngay khu trung tâm kiểu phố cổ đúng không ạ? Cho nên là cái khuôn viên nhà trường rất là rộng rãi, hơn 100 hecta và bao quanh là những cái hồ nước điều hòa khí hậu cực kỳ là trong lành. Quang cảnh của nhà trường thì ở trong trường sẽ có rất là nhiều những cái tòa nhà cổ được xây dựng từ những năm 1911, tạo nên một cái nét đẹp kiến trúc cho ngôi trường này. Ngoài ra thì tất cả những cái công nghệ giảng dạy, những cái phòng nghiên cứu, phòng máy tính của nhà trường đều được trang bị những cái công nghệ là tối tân nhất. Đặc biệt những em học sinh nào mà học các cái chuyên ngành liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng thì sẽ được thực hành trong một cái phòng phân tích tài chính giả lập. Và phòng phân tích tài chính này được đầu tư hàng triệu đô và là phòng phân tích tài chính lớn nhất tại khu vực Nam Bán Cầu, tức là tại ở Úc và New Zealand. Thì các bạn sẽ được sử dụng những cái dữ liệu mà cập nhật nhất của thị trường, chứ không phải là những cái đề bài đơn thuần do người giáo viên tự nghĩ ra cho học sinh, đúng không ạ? Mà đây là những cái dữ liệu cập nhật nhất của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, và các em sẽ được thực hành ngay trên chính những cái thông tin cập nhật nhất đó để đưa ra những cái quyết định về tài chính chẳng hạn. Thì đấy là một trong những cái ưu điểm nổi bật của nhà trường. Vâng, thật là tuyệt vời nếu mà các em học sinh được học trong một cái ngôi trường đầy đủ với trang thiết bị và tiện nghi như vậy. Chị có thể vui lòng chia sẻ về yêu cầu tuyển sinh đầu vào của chương trình dự bị đại học hiện nay ra sao? Dạ. Đối với chương trình dự bị đại học thì hiện nay nhà trường đang có 3 chương trình dự bị đại học khác nhau. Chương trình dự bị đại học kéo dài, tiêu chuẩn và rút gọn, tương ứng với 3 cái chuẩn đầu vào khác nhau. Chương trình dự bị tiêu chuẩn kéo dài trong vòng 12 tháng thì học sinh sẽ được yêu cầu có điểm học tập lớp 11 đạt từ 7.5 trở lên, với IELTS là 5.5. Một số bạn sẽ có điểm học tập cao hơn, là GPA lớp 11 8.0, cũng IELTS 5.5. Thì các bạn có thể vào cái chương trình dự bị rút gọn, chỉ kéo dài trong vòng 8 tháng thôi. Còn những bạn nào mà chưa tự tin lắm về trình độ IELTS của mình, ví dụ IELTS mới đạt level khoảng 5.0 và điểm học tập đạt từ 7.0 lớp 11 trở lên, thì các bạn có thể tham dự vào khóa học dự bị kéo dài, Extended Foundation. Với những cái độ dài ngắn khác nhau như vậy thì từng cái khóa học dự bị sẽ phù hợp với từng trình độ học sinh nhất định để đảm bảo là các bạn có thể theo được chương trình học một cách dễ dàng, cũng như là đạt được cái đầu ra mang tính chất là thỏa mãn được cái yêu cầu của trường Đại học Tây Úc. Dạ. Từ cái thông tin mà chị đưa ra thì tôi thấy là cái yêu cầu tuyển sinh đầu vào của chương trình đại học dự bị không quá cao. Vâng, vậy thì những em học sinh mà theo dõi nội dung ngày hôm nay thì các em hoàn toàn có thể tự tin nộp hồ sơ để theo học vào chương trình dự bị và sau đó là vào Đại học Tây Úc. Chị có thể vui lòng chia sẻ về những cái thời gian khai giảng của chương trình dự bị tại trường mình như thế nào? Đấy. Và các em học sinh từ Việt Nam nên hồ sơ khi nào ạ? Đối với các cái khóa học dự bị của Taylor's College thì chúng tôi có các kỳ khai giảng từ tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm. Tức là quý nào cũng sẽ có kỳ nhập học, phụ thuộc vào cái thời điểm mà hồ sơ của bạn học sinh sẵn sàng thôi ạ. Và đối với các bạn học sinh Việt Nam thì thời điểm đẹp nhất để nộp hồ sơ đấy là ngay sau khi các bạn có điểm kỳ 1 năm lớp 11 thì các bạn nên tiến hành nộp hồ sơ sớm để lấy trước thư mời có điều kiện. Đây là điều kiện tiên quyết để bạn có thể giữ chỗ trong chương trình học cũng như là đạt những cái lợi thế về học bổng về sau. Thì các bạn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt ngay sau khi có điểm kỳ 1 năm lớp 11. Vâng, thưa chị Chi, chị có thể vui lòng cho biết thêm về cái mức học phí của chương trình dự bị đại học và tiền sinh hoạt phí tại Perth như thế nào? Dạ. Trong năm 2021 thì học phí của chương trình dự bị đại học Taylor Perth không có tăng so với 2020. Nhà trường vẫn giữ mức học phí đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình rút gọn là 25.500 một năm. Đối với chương trình kéo dài thì sẽ là 35.200 một năm. Dạ. Đối với trường thành phố Perth thì được biết đến như là một cái thành phố đáng sống nhất, nhưng lại có cái mức sinh hoạt dễ chịu nhất trong tất cả các thành phố lớn tại Úc hiện nay. Thì hiện nay chính
phủ Úc quy định đối với học sinh quốc tế khi đi du học tại Úc là 21.000 đô Úc sinh hoạt phí một năm. Nhưng đối với thành phố Perth thì thực trả của các bạn nó sẽ dao động tầm từ 16 đến 18.000 đô la Úc một năm. Một cái chi phí rất là dễ chịu, đúng không ạ, cho các bạn sinh viên quốc tế. Dạ. Cảm ơn chị Chi. Hiện nay thì các em học sinh mà đi học chương trình dự bị đại học thì hầu hết là dưới 18 tuổi. Chị có thể vui lòng chia sẻ về dịch vụ của trường mình hỗ trợ cho các em học sinh dưới 18 tuổi này như thế nào? Đối với các bạn học sinh dưới 18 tuổi thì ngay tại giai đoạn làm hồ sơ, nhà trường sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải sắp xếp chỗ ở. Và cái lựa chọn chỗ ở cho các bạn nếu như dưới 18 tuổi đi học chương trình này, đấy là các bạn sẽ ở với nhà bản xứ trong các gia đình homestay bản xứ. Với cái hình thức ở như vậy thì các bạn sẽ được tiếp cận với cái văn hóa Úc một cách là sâu sắc hơn, cũng như là có cái cơ hội để trao dồi cái tiếng Anh giao tiếp hàng ngày rất là tốt. Ngoài ra thì đối với các bạn dưới 18 thì nhà trường cũng sẽ yêu cầu học sinh phải chuẩn bị cái dịch vụ giám hộ, để những cái đơn vị giám hộ đó họ thay mặt cho phụ huynh chăm sóc và sát sao con em ngay tại trên đất Úc, từ việc ăn ở cho đến học tập. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi. Tôi được biết rằng là thành phố Perth là một trong những cái thành phố mà có chính sách ưu tiên cho sinh viên quốc tế tới đây du học, làm việc và định cư. Chị có thể vui lòng chia sẻ cụ thể hơn về chính sách này. Đối với thành phố Perth hiện nay thì kể từ tháng 11 năm 2019, Perth trở thành Regional City. Regional City tại Úc được hiểu là những vùng thành phố hoặc tiểu bang đang có những cái chính sách thu hút rất là hấp dẫn dành cho những bạn học sinh quốc tế hay là những lực lượng lao động có tay nghề cao. Vậy thì nếu như các bạn đi học tại các thành phố khác của Úc thì sau khi học xong, hiện nay tại thời điểm này chính phủ Úc đang cho phép các bạn được ở lại 2 năm sau khi tốt nghiệp để tìm kiếm cơ hội công việc. Nhưng tại Perth thì các bạn được ở lại lên đến 3 năm để tìm kiếm cái cơ hội công việc cho mình. Vậy thì khi mà các bạn có cơ hội công việc tốt thì tất nhiên những cái câu chuyện liên quan đến định cư cũng sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn về sau. Dạ, rất là cảm ơn chị Chi với những thông tin chị vừa chia sẻ về chương trình dự bị đại học tại trường Đại học Tây Úc trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi. Và xin mời xem những nội dung tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về học bổng của trường. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã đồng hành cùng với Taylor's College Perth, chương trình dự bị đại học Đại học Tây Úc, và hy vọng rằng mọi người sẽ cảm thấy những cái thông tin ngày hôm nay hữu ích. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.